xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CJ Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Europe, chúng ta sẽ nhận đồng Poly Starter trên CoinMarketCap. Và trước khi đến với video thì mình xin thông báo một chút cho các bạn là mình hiện tại mình đã tạo một cái group Facebook cho phép các bạn là chúng ta vào đây để các bạn tương tác, chia sẻ các kèo Europe cũng như là các bạn có thể là trao đổi thảo luận về những cái thắc mắc của các bạn thì mình sẽ cố gắng là mình trả lời. Đó thì bạn có cái câu hỏi gì hoặc là bạn có thắc mắc gì thì có thể là chúng ta đăng bài trong này để sẽ có những cái người anh em chúng ta sẽ trả lời cũng như là chia sẻ các kèo Europe cho nhau. Ok, tiếp tục với video. Thì nếu bạn nào lần đầu các bạn làm kèo trên CoinMarketCap thì bạn cần phải có đăng ký một cái tài khoản CoinMarketCap bằng cách là chúng ta sẽ vào đây và các bạn tạo một cái tài khoản bằng email. Đó, sau khi tạo xong thì đây chính là cái giao diện mà chúng ta cần phải làm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải làm nhiệm vụ đầu tiên, đó là các bạn sẽ add cái đồng Polystat này vào danh sách yêu thích bằng cách chúng ta sẽ nhấn vào dấu sao để nó hiện chuyển thành màu vàng. Đó, và mình nói một chút nữa là hiện tại là cái đồng token này nó chưa được kiểm toán xong trên CoinMarketCap nên là giá vẫn chưa được hiển thị. Tuy nhiên thì đã list lên CoinMarketCap thì sớm muộn thì cũng có giá thôi, nên anh em không cần phải lo lắng. Rồi, tiếp theo là kèo Europe này thì nó sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 7 và kết thúc vào ngày 17 tháng 7 năm 2021. Số lượng người chiến thắng thì kèo này một kèo random sẽ có là 100.000 và 1.000 người chiến thắng và mỗi người sẽ nhận được là 40 đồng Poly. Ok. Đó, thì tiếp tục với nhiệm vụ thứ hai, chúng ta sẽ tiến hành follow của Poly Starter trên Twitter. Các bạn sẽ nhấn vào phần follow. Rồi, tiếp theo là join vào Poly Starter trên Telegram. Chúng ta sẽ tiến hành mở Telegram ra. Các bạn nhấn vào phần join group. Tiếp theo chúng ta làm tiếp nhiệm vụ thứ tư, đó các bạn sẽ join vào kênh channel của Poly Starter. Chúng ta nhấn vào join channel. Rồi, đến với nhiệm vụ thứ 5, chúng ta sẽ follow Poly Starter trên Medium. Đó, thì Medium thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành nhấn vào follow. Ok, thì nếu bạn chưa có tài khoản Medium thì chúng ta có thể đăng ký hoặc là các bạn có thể kết nối trực tiếp với Facebook hoặc là Google. Rồi, đây thì mình sẽ kết nối với Google nhé. Rồi, chúng ta nhấn vào follow. Sau khi các bạn đã nhấn vào follow rồi thì các bạn sẽ nhấn vào cái dấu ba gạch này. Ở đây thì nó chưa yêu cầu nhé, thì để lát nữa chúng ta sẽ làm. Tiếp theo, nhiệm vụ số 6 là chúng ta sẽ cần phải retweet bài đăng. Ok, retweet bài đăng. Và kết quả thì sẽ được thông báo trên cái trang Twitter này. Đó, nó sẽ thông báo trên cái trang Twitter của nó lúc nãy chúng ta đã follow ở phía trên rồi. Rồi, ok, chúng ta làm nhiệm vụ thứ 6 nhé. Đó là sẽ retweet bài đăng. Chúng ta nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái bài đăng mà chúng ta cần retweet. Ở đây các bạn tiến hành thả tim và chúng ta sẽ retweet về. Ở đây nó không yêu cầu là các bạn cần phải là tác thẻ bạn bè nên là chúng ta không cần tác thẻ nhé. Rồi, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ bên này thì các bạn sẽ quay sang bên phần này, chúng ta nhấn vào Join this Europe. Ở đây các bạn cần làm thêm cho mình một số nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ làm cho mình thêm nhiệm vụ đó là join vào cái channel CoinMarketCap này, Telegram. Tiếp theo là ở đây nhóm chat lúc nãy chúng ta cũng đã vào rồi. Nhóm chat, nhóm channel. Rồi thì chúng ta chỉ cần làm thêm hai nhiệm vụ nữa thôi, đó là join vào CoinMarketCap Telegram và follow CoinMarketCap trên Twitter. Thì bạn cũng nhấn vào và chúng ta sẽ làm tương tự. Đó, ở đây sẽ có phần join group, nếu các bạn chưa vào thì các bạn nhấn vào là được. Rồi, tiếp theo là nhiệm vụ follow Twitter của CoinMarketCap thì các bạn cũng nhấn vào đường link, sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhấn follow cái trang của CoinMarketCap. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành điền form. Với cái form này thì các bạn sẽ cần lấy địa chỉ ví ETH trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Đó, đây thì mình sẽ chọn là cái mạng lưới Ethereum Mainnet và chúng ta sẽ copy cái địa chỉ chúng ta dán vào. Đó, thì thực chất bản chất của nó là cái địa chỉ ví của đồng Ethereum, của cái mạng của Ethereum và của Binance Smart Chain và cũng như ở các cái mạng khác nữa thì trên ví MetaMask nó cùng chung một cái địa chỉ ví nhé, tuy nhiên nó sẽ khác mạng thôi. Đó, nên là các bạn lưu ý cho mình chứ không phải là mỗi cái mạng thì nó sẽ có một cái địa chỉ khác nhau đâu. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ cần phải điền ID Twitter của các bạn bằng cách chúng ta vào trang Twitter, các bạn vào phần profile, chúng ta sẽ copy cái username Twitter của các bạn vào. Rồi, các bạn dán vào đây. Tiếp theo là ID Telegram, chúng ta vào dấu ba gạch phía trên góc trái màn hình của Telegram. Sau đó các bạn vào phần setting, chúng ta vào phần edit profile và các bạn sẽ copy cái username này vào. Các bạn lưu ý là chúng ta thêm cái dấu a còng ở phía trước. Sau khi các bạn hoàn thành, ở đây còn một cái phần nữa đó là link retweet by post thì chúng ta vào lại trang Twitter. Ở đây các bạn vào phần tweet và release
thì sẽ có cái bài mà chúng ta lúc nãy các bạn vừa retweet về đây. Thì các bạn bây giờ chúng ta sẽ copy cái link của cái bài này. Rồi các bạn sẽ tiến hành copy link. Chúng ta sẽ copy này. Rồi các bạn sẽ dán vào. Cuối cùng là các bạn sẽ tích lên hai cái phần này. Sau đó chúng ta nhấn vào Join Aerob. Đó, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn hoàn thành kèo Aerob. Chúng ta sẽ nhận được đồng Poly Started. Và sau cái nó sẽ phân phối về chúng ta sau một tuần sau khi mà kết thúc kèo Aerob nhé. Là tức là sau một tuần kể từ ngày 17 tháng 7 thì nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta. Ok, và video của mình tới đây kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Và đừng quên là nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất về các kèo Aerob kiếm tiền online mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.